Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nguyên tiếp tục chia sẻ một món truyền thống theo yêu cầu. Đây là món mì giò heo nấu với chao đỏ của người Hoa. Món này Nguyên nhớ hồi xưa rất là nhiều người bán. Không hiểu tại sao bây giờ rất hiếm ai bán nữa. Chỉ còn nhà hàng, tiệm sắm và vài quán cũ cũng còn bán món này nè. Thì cách chế biến và nguyên liệu làm món này nó còn đơn giản hơn bò kho rất là nhiều mà rất là ngon nha. Và phần quan trọng nhất để làm món này ngon là mình phải biết cách sơ chế giò heo sao cho thiệt là ngon. Nguyên mua cái giò này là giò trước nha, tại vì giò trước thì nó sẽ nạc nhiều hơn. Ở đây là 2kg nè. Các bạn làm món giò heo này mình nên khè qua lửa thì khi nấu xong cái phần da nó ăn dai dai không có bị ngán. Với lại nó không có mùi hôi heo và nó rất là thơm nha. Khi mua các bạn nhờ người bán khè giùm và rửa sạch sau đó chặt da giùm luôn. Thông thường người ta sẽ tính thêm tiền ga với lại tiền công là 10.000 nha. Thì mình không có nên bỏ qua bước này nha các bạn. Giò heo này Nguyên cũng đã rửa sạch, sau đó mình ngâm muối loãng khoảng 20 phút là được nha. Và một nguyên liệu rất là quan trọng để làm món này là chao đỏ. Nếu mà các bạn làm món này để bán thì mình nên mua hũ lớn nha, tại vì nó rẻ hơn rất là nhiều đó. Chao đỏ này thì Nguyên mua ở trong chợ Thiết, thì chợ nào Nguyên thấy cũng có bán chao đỏ hết. Mình không có thay thế chao thường để làm món này nha, vì vậy không phải là món giò heo chao đỏ nữa. Trước khi ướp giò heo thì mình chuẩn bị 4 nguyên liệu này, Nguyên đã ghi ở trên màn hình nhỏ và cái phần nội dung mô tả nha. Mình chuẩn bị một cái chảo nhỏ, sau đó mình bắt lửa làm nóng chảo và cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng rồi thì mình cho củ riềng băm với lại gừng băm vào mình xào thơm trước. Giò heo thì Nguyên sẽ ướp qua đêm thì mình xào qua nguyên liệu nó sẽ không có bị chua nha. Sau đó thì mình cho hành tím với lại tỏi băm vào mình xào chung luôn. Khi xào đến nó thơm như vậy là được rồi nè. Bây giờ thì mình tắt lửa lấy ra nha. Rồi bây giờ thì mình đổ giò heo vào trong một cái tô lớn, sau đó mình ướp vào đây một muỗng canh nước chao đỏ nha. Cái phần thịt chao đỏ thì mình dùng để xào và 2 muỗng canh dầu hào. Nguyên thấy cái món này mình nên ướp qua đêm thì mình xào lúc mà mình nấu ra giò heo nó rất là ngon. Và 2 muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột ngũ vị hương. Món này mình phải cho thêm bột ngũ vị hương thì mới thơm nha. Cái này là bột hồng cúc thì Nguyên cho 2 muỗng canh. Nếu mà các bạn không có bột hồng cúc thì mình không cần phải cho, nhưng mà cái màu nó không có được đẹp. Sau đó thì mình cho luôn 4 nguyên liệu lúc nãy đã xào cho vào chung để mình trộn nha. Bột hồng cúc thông thường được bán ở chỗ nào mà chuyên bán bột hoặc là tiệm xanh ký trên đường Lương Nhứ Học có bán rất là nhiều nha. Nếu mà không có thì mình không cần cho cũng được. Sau khi trộn đều thì mình bọc phút đáp sau đó cho vào tủ lạnh nha. Bây giờ là sáng ngày hôm sau rồi. Trước khi xào 30 phút thì mình nên lấy giò heo ra. Sau đó thì mình gỡ phút đáp ra nha. Rồi mình dùng đôi đũa mình trộn lại cho nó đều á. Tại vì nhiều khi gia vị nó đọng ở dưới á. Bây giờ thì mình chuẩn bị chao đỏ nha. Chao đỏ thì Nguyên dùng ở đây là 60g. Rồi mình bắt cái chảo để xào giò heo nha. Do cái chảo này Nguyên mới chiên đồ cho nên còn chút dầu mình không cần cho dầu bây giờ nha. Trước tiên thì mình cho 20g củ riềng mình cắt mỏng ra. Với lại 5g củ gừng mình cũng cắt mỏng ra luôn nha. Làm món này thì chủ yếu là mình xài củ riềng nhiều cho nó thơm. Sau đó thì mình xào thơm nha. Sao mà thấy nó hơi xém xém vàng thì mình lấy ra trước nha, chút nữa mình mới cho vào sau. Và bây giờ mình cho một ít dầu ăn vào. Mình hạ lửa nhỏ lại nha, nếu không rất là dễ bị khét đó. Và cho 10g hành tím băm với lại 5g tỏi băm vào. Mình xào cho thơm. Sau đó thì mình mới cho cái thịt chao đỏ vào mình xào cho thơm ha. Và bây giờ thì mình cho lại gừng với lại riềng vào nha. Rồi mình cho luôn giò heo vào. Bây giờ là Nguyên đang để lửa nhỏ nha, tại vì để lửa lớn mình xào không có kỹ là nó sẽ bị khét ở dưới đáy nha. Ở đây là 200ml nước thì mình sẽ chia làm vài lần mình đổ vào. Đổ vào rồi thì mình xào cho cái phần nước nó sắc xuống. Làm như vậy thì sẽ giúp cho giò heo nó vừa thấm và vừa thơm nha các bạn. Mình cứ chia làm 2 cho đến 3 lần, cho đến khi nào mà còn một ít nước như vậy thì mình dùng để tráng cái tô lúc nãy á. Mình lấy luôn cái nước này mình đổ vào trong này luôn nha. Rồi mình tiếp tục xào cho cái nước này nó sắc xuống. Nếu mà
Các bạn có rượu nếp thì mình rưới vào đây một muỗng canh cho thơm nha, nếu không có thì không cần cho. Sau khi cho rượu nếp rồi thì rất là thơm, rồi mình xào đến khi nào mà thấy cái phần nước nó rút hết thì mình có thể tắt lửa được. Rồi mình cho giò heo vào trong cái nồi lớn để mình nấu luôn nha. Nguyên dùng 1 lít nước mình tráng sạch cái chảo, sau đó mình đổ vào trong nồi. Và đổ thêm vào trong này là 4 lít nước. Như vậy Nguyên sẽ nấu nồi nước lèo là 5 lít nước nha. Khi mình cho đủ 5 lít nước rồi thì mình dùng cái cây để mình đo ha. Tại vì chút nữa khi nấu mà nó sắt xuống mình sẽ thêm nước như cái mức ban đầu như vậy nha. Để mình nêm nếm gia vị cho nó dễ đó. Món này nếu mà mình nấu bán thì mình nên cho gia vị vào lúc này luôn. Thì lúc mà mình vớt giò heo ra nó sẽ rất là thấm và ngon. Nguyên dùng 30g đường tán. Các bạn có thể dùng đường phèn nha. Nhưng mà dùng đường tán thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và 30g muối hột. Lúc mà nấu xong mình còn nêm nếm lại gia vị nữa. Cho nên cái phần nội dung mô tả là Nguyên ghi cái phần tổng gia vị, chứ không phải là cái lượng gia vị mình cho bây giờ nha. Ở đây là 10g bột nêm. Thì nhiều bạn hay thắc mắc là tại sao cái phần Nguyên cho gia vị với lại cái phần nội dung mô tả là không có giống nhau, thì các bạn có thể là lúc xem đã tua nhanh cái phần mà Nguyên nêm nếm gia vị cuối cùng nha. Sau khi cho gia vị vào rồi thì mình khuấy lại. Làm món này nếu mà mình cho bột hồng cúc thì sẽ tạo cái màu cho giò heo nó màu đỏ rất là đẹp, rất là tự nhiên. Thì những cái màu khác thì không thể thay thế được cái màu này nha. Thì người ta làm chao đỏ người ta cũng sử dụng bột hồng cúc nha các bạn. Bây giờ thì cái mùi chao đỏ rất là thơm luôn các bạn. Sau khi nước lèo sôi mình vớt sạch bọt nha. Vớt bọt xong thì Nguyên thêm vào trong này 1 lít nước. Các bạn không thêm cũng được nha, thì mình thêm cuối cùng. Nhưng mà thêm vào để cho nó nấu sắc xuống từ từ nha. Rồi bây giờ mình hạ lửa trung bình thấp, mình nấu khoảng 1 tiếng. Sau 1 tiếng thì mình kiểm tra xem cái phần thịt có mềm chưa nha. Cái phần nạc thì có thể là mềm trước hơn cái phần khoanh giò. Mình xâm vào nếu mà thấy nó mềm thì mình có thể lấy cái phần thịt nạc này ra trước nha. Còn cái phần móng và cái phần khoanh mình cứ tiếp tục nấu cho đến khi nào mềm là được. Giò heo nếu mà mình khè qua lửa thì nếu như lỡ mà mình nấu nó hơi mềm thì cái phần da nó ăn vẫn dai dai không có ngán nha. Nhưng mà mình nấu cái thời gian nó sẽ dài hơn. Còn móng giò với là giò khoanh thì mình sẽ nấu thêm từ 20 cho đến 30 phút ha. Hoặc là đến khi nào thấy vừa ăn là được. Cái này là Nguyên nấu thêm 30 phút nè. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra nha. Nếu mà thấy giò heo nó đủ mềm thì mình nêm nếm luôn. Coi như là mình đã nấu xong cái nồi nước lèo rồi nha. Bây giờ Nguyên thấy cái giò heo nó đủ mềm rồi. Rồi mình cho ngược lại giò heo mà lúc nãy mình vớt ra để mình đông lại cái lượng nước. Sau đó mình nêm gia vị luôn nha. Cái loại nước lèo này thì mình phải tạo độ sánh, và trước khi mình cho bột vào khuấy mình nên vớt sạch bột với lại mỡ heo ra nha. Như vậy thì chút nữa mình tạo độ sánh xong mình không cần phải vớt nữa. Và mình để cho nước lèo thật là sôi, Nguyên dùng 80g bột năng pha với 200ml nước rồi mình đổ vào từ từ nha. Nước phải thật là sôi như vậy thì mình tạo độ sánh nó mới đặc lại. Nếu mà các bạn thích đặc sệt hơn thì mình dùng 100g bột. Nhưng mà Nguyên thấy cái độ sệt như vậy là rất là vừa rồi. Sau khi tạo độ sánh rồi thì mình cho lại lượng nước sao cho đúng với cái mức ban đầu mình đã làm dấu nha các bạn. Cho nước vào thì mình dùng cái cây lúc nãy mình đo vào nè. Đúng với cái vạch ban đầu luôn. Như vậy cái nồi nước này là 5 lít nước nha các bạn. Trước khi mình nêm nếm lại thì mình nên thử xem cái nước lèo này nó vừa ăn chưa nha. Tại vì chao đỏ nó cũng rất là mặn nha các bạn. Nguyên thấy hơi nhạt thì nêm vào thêm là 5g muối hột. Nếu mà các bạn thấy vừa ăn thì mình không cần phải cho nữa nha. Và 10g hạt nêm. Và để cho nước lèo đậm đà hơn thì Nguyên nêm vào đây một muỗng canh bột ngọt. Nếu mà các bạn không thích bột ngọt thì mình hoàn toàn có thể bỏ qua nha. Sau đó thì mình khuấy lại. Giờ
Giò heo mà các bạn thấy nó vừa ăn rồi á, thì mình nên vớt ra, tại vì cái nước này á, mình tạo đậu sánh á, thì nó sẽ rất là nóng á. Thì mình ngâm giò heo vào trong này á, làm cho giò heo nó sẽ càng mềm hơn nữa nha. Món này á, mình ăn với hủ tiếu mềm á, hoặc là mì á, cũng rất là ngon nha. Mình trụng mì á, phải để cho cái nước á, nó thật là sôi mình mới cho mì vào, như vậy á, thì mì nó sẽ không có bị bở ra. Lúc ban đầu mình trụng lần 1 á, là mình sẽ trụng khoảng 20 giây, sau đó thì mình lấy mì ra và mình ngâm vào trong nước lạnh á, để cho sợi mì nó săn lại thì ăn sẽ giòn hơn. Rồi mình tiếp tục á, trụng thêm khoảng 10 giây nữa nha. Như vậy là xong nè. Mì giò heo á, nếu mà các bạn nấu cho gia đình mình ăn á, mà mình ăn không có hết á, thì mình nên ngâm giò heo vào trong nước lèo á, mình mới cho vào ngăn mát tủ lạnh. Như vậy đến ngày hôm sau á, mình lấy ra ăn á, thì mình hâm lại á, giò heo nó không có bị hôi mùi tủ lạnh nha các bạn. Thông thường một tô mì á, mình sẽ dùng từ 300 cho đến 350ml nước lèo nha các bạn. Món này á, nếu mà ăn với tí tô thì cũng rất là ngon, nhưng mà Nguyên lại thích ăn với rau quế hơn, thì mình sẽ cho một ít rau quế vào. Và ăn món này á, thì không thể thiếu sa tế. Sa tế lần trước Nguyên đã chia sẻ rồi nha, và mình cho một ít giấm và nước tương vào. Nguyên cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tớ chè tại các sâu thảy.